Tin chúng tôi vừa thực hiện về cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vào chiều 30 tháng 7 dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, tại cuộc họp chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh phải nhanh chóng tìm giải pháp tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tăng tốc dập dịch và cần công khai minh bạch về kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ tại các địa phương trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hàng ngày. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định ổ dịch tại Long Hải vẫn còn diễn biến phức tạp và các ca nhiễm mới trong những khu cách ly tập trung còn cao. Để ngăn chặn việc lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, các địa phương đề xuất khi F1 chưa tới định kỳ lấy mẫu nhưng có biểu hiện dịch tễ và xét nghiệm trở thành F0, thì phải xét nghiệm toàn bộ phòng ở của F0 để kịp thời bóc tách các F0, giảm sự lây lan trong khu cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cũng đề nghị các địa phương cấp bách thực hiện các biện pháp phòng dịch trong từng phòng cách ly tập trung, chống lây nhiễm chéo. Tập trung dập triệt để ổ dịch tại Long Hải, sàng lọc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, triệt để thực hiện giãn cách xã hội. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất và đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phải nhanh chóng tìm giải pháp tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trong đó, lưu ý tất cả F1 phải được xét nghiệm nhanh một lần trước khi vào khu cách ly. Khi phát hiện F0 cần phải xét nghiệm theo phương pháp PCR cho tất cả người còn lại trong phòng và phun khử khuẩn toàn bộ khu cách ly. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phải công khai minh bạch việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hàng ngày để người dân theo dõi giám sát. Lãnh đạo tỉnh mong muốn kêu gọi cả hệ thống chính trị phải sẵn sàng tinh thần, tâm lý, sức khỏe để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo nếu tỉnh áp dụng giãn cách xã hội thêm 14 ngày nữa.